Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lời kêu gọi đổi mới không ngừng nghỉ của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngày 6 tháng 9, FA Tiếng Việt cho hay, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kêu gọi lãnh đạo Việt Nam đổi mới chính trị Theo đó, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bình đã gửi một tâm thư đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị vào đúng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 và đây là hình bài trên afa afa trích nội dung bức thư được đăng tải đầu tiên trên trang facebook cùng tên theo đó ông nguyễn đình biên nhận định thể chế chính trị nước nhà đã thật sự khủng hoảng trầm trọng với những biểu hiện rõ ràng như sau càng ra sức đốt lò ra sức chống tham nhũng tiêu cực thì tham nhũng tiêu cực cũng như các quốc nạn khác càng lây lan càng phát triển càng hoành hành trầm trọng càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn đảng nhà nước trong sạch vững mạnh thì đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng. AFA dẫn đánh giá của nhà văn Hoàng Thụy Hưng cho rằng, nếu như năm 1986, lãnh đạo đảng buộc phải thực hiện đổi mới vì khủng hoảng kinh tế, người dân đói ăn, thiếu mặt, thì hiện nay đất nước đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Lần này là thay đổi về thể chế chính trị thì không phải chỉ về kinh tế như là lần trước. Cho nên là hy vọng với cái tình thế này thì những người sáng suốt trong lãnh đạo là phải có một cái quyết tâm để thay đổi, để cứu nguy cho đất nước và cũng là cứu nguy cho đảng thôi. AFI cũng cho biết, trước đó ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Đình Bình đã gửi một tâm thư cho đích danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông khẳng định tình hình hiện nay là rất cấp thiết và đã đến lúc Tân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần đổi mới tư duy chính trị nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự. Và đây là hình của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bình. Theo ông Bình, đổi mới chính trị giúp đảng trở nên trong sạch, vững mạnh và đưa đất nước phát triển, hòa nhập với thế giới và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. AFA dẫn ý kiến của nhà văn Hoàng Thụy Hưng đồng ý với ông Bin khi cho rằng chính cái thể chế đã sinh ra nạn tham nhũng lan tràn trong hàng chục năm qua. Khủng hoảng của đất nước hiện giờ mà có thể hiện rõ nhất qua sự thất bại trong các công cuộc chống tham nhũng dai dẳng trong suốt bao nhiêu năm bởi nỗ lực của ông cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng mà không có kết quả. Ông Bin còn cho rằng việc đảng vẫn kiên trì với mô hình quản lý đất nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin đã cản trở dân tộc Việt Nam thực hiện hòa giải, hòa hợp, đoàn kết thành một khối thống nhất. Do đó, ông cũng đề nghị Trung ương đảng ra tuyên bố đặc biệt về hòa giải và hòa hợp dân tộc theo tinh thần khép lại quá khứ đau thương, tất cả vì tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc. AFA đặt vấn đề, những kiến nghị trên đã được ông Nguyễn Đình Bin nêu ra với tổng trọng từ năm 2020 nhưng không được thực hiện. Hiện giờ với sự thay đổi lớn trong dàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, liệu họ có lắng nghe, tiếp thu và thực hiện theo những đề xuất trong tâm thư này hay không? Và đây là hình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo nhà văn Hoàng Thụy Hưng, thực hiện điều này không dễ, bởi Việt Nam đang bị kẹt giữa nhiều thế lực, giữa tranh chấp Mỹ và Trung cùng với các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới. AFA cũng dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng ông Tô Lâm gần đây đã bổ nhiệm nhân sự hầu hết là người xuất thân từ ngành công an. Họ không có kinh nghiệm điều hành đất nước về kinh tế cũng như đối ngoại. Do đó, ông Tô Lâm sắp tới chỉ cố gắng duy trì một cái xã hội đang đi vào khủng hoảng. Họ cố gắng duy trì không để xảy ra nổi loạn, chứ ông không có một cái giải pháp nào để giải quyết các vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lời kêu gọi đổi mới không ngừng nghỉ của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù đã giảm, giá của VF9 vẫn ở mức cao. Ngày 6 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận, VinFast giảm giá VF9 tại Mỹ liệu có lật ngược được thế cờ hay không. Theo đó, sau lần ra mắt không thành công mẫu VF8 tại thị trường Mỹ vào đầu năm 2023, hãng xe điện VinFast muốn tăng sức hấp dẫn của dòng sản phẩm thứ hai là VF9 bằng cách giảm giá khủng, sát ngày giao lô hàng đầu tiên vào cuối tháng 9. BBC cho hay, hiện tại mẫu VF9 phiên bản Eco có giá niêm yết là 69.800 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng tại thị trường Mỹ, thấp hơn đáng kể so với mức giá ban đầu là 83.000 đô la Mỹ, hơn 2 tỷ đồng, công bố vào tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, bản cao cấp VF9 Plus còn giảm nhiều hơn, hiện ở mức 73.800 đô la Mỹ, hơn 1,8 tỷ đồng, so với mức ban đầu là 91.000 đô la Mỹ, hơn 2,2 tỷ đồng. BBC dẫn lời đại diện của VinFast nói rằng, hãng đã điều chỉnh giá so với mức trước khi đặt cọc để giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với sản phẩm xe điện chất lượng cao này của VinFast. Và đây là hình bài trên BBC. Dù vậy, BBC dẫn nhận xét của ông François, giám đốc mạng di động của công ty phân tích thị trường Euro Monitor International cho rằng mức giá này vẫn được định vị từ trung bình đến cao đối với xe điện ở Mỹ và phải cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng và lâu đời. BBC dẫn thống kê của monitor cho thấy vào năm 2023, VinFast chỉ đạt doanh số 3.129 ô tô điện tại Mỹ, chiếm 9% thị trường xe điện. Sang năm 2024, thị trường xe điện toàn cầu và ở Mỹ đều chững lại. Nhà phân tích nhận định, trong bối cảnh hiện nay, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải đối mặt với rất nhiều rào cản, trong đó giá cả là một yếu tố quan trọng. BBC cho biết, theo các chuyên theo các chuyên trang về ô tô tại Mỹ, dù đã giảm giá thì VF9 vẫn là một chiếc xe điện đắt tiền. EV9 của Kia là đối thủ rõ ràng nhất và ngay cả khi VF9 đã giảm giá, mẫu xe điện Hàn Quốc vẫn phải chăng hơn với mức giá khởi điểm là 54.900 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng nhận thức của người tiêu dùng về xe điện cũng là một rào cản mà VinFast cần phải vượt qua. Đại diện của VinFast nói với BBC, hãng vẫn tập trung phát triển tại Mỹ Thông qua các hoạt động ra mắt sản phẩm mới vf F9, kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm vf F8 và mở rộng mạng lưới đại lý. Nhà phân tích cho rằng tiến vào thị trường đại chúng có thể là giải pháp lâu dài cho hãng xe điện Việt Nam. Tuy nhiên, họ cần nâng doanh số lên cao hơn nhiều. Và đây là hình VF8 bên phải và VF9 bên trái. BBC cũng cho biết VF9 có 3 hàng ghế và kích thước lớn hơn VF8. Cả hai phiên bản Eco và Plus đều được trang bị pin 123 kW cung cấp năng lượng cho hai động cơ điện, công suất đạt 402 mã lực, giúp VF9 tăng tốc từ 0 lên 60 dặm một giờ trong khoảng 6,63 giây. BBC cũng dẫn các nhận xét của truyền thông Mỹ về VF9. Cụ thể, BBC dẫn đánh giá của trang CarDirect cho rằng dòng xe VF9 có phạm vi hoạt động ấn tượng và được trang bị nhiều nội thất tiện nghi. Tuy nhiên, trang này cũng nhận xét thẳng thắn mà nói, chúng tôi không nghĩ người tiêu dùng sẽ chọn VF9 thay vì EV9 của thương hiệu Hàn Quốc kia hoặc A1S của hãng xe Mỹ Rivian. Hy vọng rằng VF9 sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự như VF8, mẫu xe không thể lái được khi mới ra mắt, trang viết thêm. BBC dẫn tiếp đánh giá của trang Headline News nói rằng, nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam không muốn lặp lại thảm họa ra mắt VF8 trước đó. Những thay đổi về giá khởi điểm có thể biến chiếc SUV này VF9 thành một lựa chọn khả thi hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi giảm giá, VF9 vẫn là một chiếc xe điện đắt tiền. BBC cho biết thêm, tại Việt Nam, VF9 bán ra hai phiên bản: Eco không bao gồm pin có giá 1.589 tỷ đồng và bản cao cấp Plus không pin, giá 1.786 tỷ đồng, kèm hai lựa chọn thuê pin hoặc mua pin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dù đã giảm, giá của VF9 vẫn ở mức cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.